Xin chào các bạn đã đến với kênh Kỹ năng Thiên Học. Hôm nay xin giới thiệu với các bạn một cái mẫu template đếm ngược đêm giao thừa cho những năm mới và những đêm Giáng sinh. Và cái mẫu template này nó dành cho cái phần mềm thử phim Adobe Premiere Pro. Thì đây là một cái dự án đếm ngược theo cái kiểu điện ảnh và các cái sự kiện đặc biệt khác có thể được sử dụng cho bất kỳ cái chương trình đêm giao thừa nào, và quảng cáo sự kiện hoặc là bữa tiệc hoặc câu lạc bộ đêm, và khai mạc giải thưởng hoặc là bất kỳ các cái sự kiện đặc biệt nào khác. Và thật dễ dàng để chỉnh sửa ở trên cái định dạng file MOCG mà không cần phải bất kỳ cái plugin nào. Và nó có 8 cái trình giữ chỗ văn bản, và cái độ phân giải của nó là 19220x1080, là cái độ Full HD là phân giải. Và nó tương thích với cái phần mềm lượng phim Adobe Premiere Pro CC 2019 trở lên. Điều đặc biệt của nó là không cần cái plugin, và cái trợ giúp cơ bản bao gồm để tùy chỉnh dự án và thông tin phông chữ được cung cấp trong những cái tệp trợ giúp này. Và khi mà các bạn xem xong cái video này thì các bạn nào có muốn có nhu cầu trải nghiệm cái template đếm ngược đêm giao thừa này thì các bạn có thể nhắn tin trực tiếp cho tôi trên Zalo hoặc là Facebook. Thì cái thông tin của tôi ở trên cái mục mô tả kênh và mô tả video, thì các bạn có thể vào các cái video mới nhất để các bạn lấy thông tin để các bạn nhắn tin cho tôi. Vì cái vấn đề về bản quyền là những cái đường link phần mềm hay là những cái hiệu ứng thì không thể để trên cái mục mô tả video được, vì cái đấy thì Google nó sẽ chặn bản quyền bên thứ ba thì sẽ không được chia sẻ cho các bạn, thì nó sẽ chặn link hoặc là nó sẽ phá link và các bạn sẽ không thể nhận được, và bắt buộc thì các bạn phải nhắn tin trực tiếp cho tôi để tôi gửi riêng cho từng bạn một theo cái cách đấy, không có cách nào khác. Vì nếu mà tôi để cái đường link đấy thì nó sẽ bị chặn, hoặc là bất kỳ hình thức nào đấy thì các bạn sẽ không nhận được cái gói phần mềm hoặc là cái mẫu template nào đó chẳng hạn. Và để import cái mẫu chào mừng năm mới thì các bạn sẽ vào cái thư mục cái phần mềm Adobe Premiere Pro. Ở đây thì tôi dùng cái bản Adobe Premiere Pro 2020, và các bạn sẽ vào cái mục Essential Graphic ở cái bảng panel graphic ở đây, và các bạn sẽ import cái thư mục của cái phần mềm. Và các bạn sẽ import cái thư mục có cái chữ New Year Countdown đây. Và đây là cái định dạng MOCG New Year Countdown. Như vậy là các bạn đã import được cái New Year Countdown, và các bạn sẽ gõ cái từ khóa New Year Countdown vào đây. Và đây là cái mẫu template New Year Countdown đã được import vào trong cái phần mềm dựng phim Adobe Premiere Pro 2020 đã thành công. Và ở đây các bạn sẽ tạo một cái sequence. Và sẽ kéo thả cái mẫu template ở đây vào cái mục ở dưới cái thanh timeline ở đây. Và như vậy là cái mẫu chào mừng năm mới đã được import vào trong cái phần mềm dựng phim đã thành công. Và đây là cái giao diện của cái gói template đồng hồ đếm ngược về cái năm mới đã được hiển thị ở trên cái màn hình ở đây. Và các bạn đã có thể chỉnh sửa các cái tiêu đề với cái nội dung ở đây để sao cho phù hợp với cái dự án video của các bạn. Ở đây là cái mẫu mà đồng hồ đếm ngược. Và các bạn có thể tùy chỉnh các cái tiêu đề và các cái ngôn ngữ ở đây làm sao cho phù hợp với cái video và cái dự án của các bạn. Nó rất là đơn giản. Đây là một cái mẫu đã được thiết kế sẵn, và các bạn chỉ thay đổi cái nội dung và cái tiêu đề. Như vậy là các bạn đã có được một cái dự án video cho riêng mình. Ở đây thì cái ví dụ như là cái chủ đề của cái năm 2020 thì các bạn sẽ thay vào cái năm 2022. Đó, đây là cái mẫu tiêu đề đã được thay đổi, số cái thay đổi nhỏ.
Như vậy là cái video mà chia sẻ với các bạn cái mẫu tiêu đề, cái mẫu effect là cái đồng hồ đếm ngược chào mừng năm mới, thì cái video chia sẻ với các bạn đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.